quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tống cương cô lao công nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Second home, xung lực mới của thị trường bất động sản. Hà Nam phát triển được gần 4.000 con bò sữa. Thưa quý vị và các bạn, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất là việc làm tử tế, nghĩa cử cao đẹp, mang giá trị nhân văn sâu sắc, đáng được trân quý và lan tỏa. Mới đây, bà Nguyễn Thị Viên ở khu Dương Xá Ba, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh đã có một hành động ý nghĩa như thế. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Viên, vào dạng sáng ngày 10 tháng 11 năm 2019, trong lúc đang thu gom rác thải trên tuyến đường Ngọc Hân Cung Chúa, phường Đinh Xá, bà nhặt được một túi da màu đen trên vỉa hè. Chờ khoảng 30 phút sau không có người đến nhận, bà Viên về nhà cùng con cái là chị Trần Thu Hương mở chiếc túi da kiểm tra thì phát hiện bên trong có 25 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng như thẻ ngành, thẻ visa, thẻ ATM. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bà Viên luôn tâm niệm giúp người cũng như giúp chính bản thân mình. Vì vậy, bà cùng con gái đã lên internet tra cứu thông tin và tìm được danh tính của người đánh rơi chiếc túi là ông Nguyễn Tiến Long, địa chỉ ở đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Đinh Xá. Ngay sau đó, bà Viên đã liên lạc và tự tay trở lại toàn bộ tài sản cho ông Nguyễn Tiến Long. Tôi cũng muốn nhắn gửi với mọi người rằng nếu như mà ai mà nhặt được bất kể một cái thứ gì dù to dù nhỏ cũng nên tìm người bị mất để trả lại người ta, người ta mất cũng như mình mất. Mình mất, mình sót thế nào thì người ta mất, người ta cũng sót như vậy. Hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Viên khu đường xá ba phường vạn an càng trở nên đáng quý trọng hơn khi đâu đó trong xã hội tiền bạc và vật chất đã có sức lôi cuốn và hủy hoại giá trị đạo đức của con người việc làm này là hành động cao đẹp đáng được khen ngợi và biểu dương là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo Mới đây, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của một người hiến xác mạc và phát động phong trào hiến xác mạc tại địa phương. Từ năm 2007 đến nay, phong trào hiến rác mạc trên địa bàn huyện Kim Sơn đã được nhân rộng ở 21 trên 27 xã, được Kim Sơn trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong phong trào đăng ký và hiến tặng rác mạc. Đến nay, cả nước có 668 người hiến rác mạc, trong đó tỉnh Ninh Bình có 342 người hiến, riêng huyện Kim Sơn có 330 người hiến. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng Mắt đã nhận được 148 rác mạc từ người hiến, trong đó Ninh Bình có 45 người hiến, đây là năm số lượng người hiến tặng giác mạc của tỉnh đạt được nhiều nhất trong những năm qua và đã đem lại ánh sáng niềm vui và hạnh phúc cho hàng trăm người khiếm thị. Tại buổi lễ, Bệnh viện mắt Trung ương đã trao tặng giấy chứng nhận nghĩa cử cao đẹp và kỷ niệm trương cho thân nhân các gia đình có người hiến tặng giác mạc, biểu dương 10 cộng tác viên của huyện Kim Sơn đã có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến tặng giác mạc mang lại ánh sáng cho người mù. Trong lĩnh vực viết sáng kiến kinh nghiệm của các sở ngành, các đơn vị, ngành giáo dục và đào tạo luôn là đơn vị đi đầu về số lượng cũng như chất lượng các sáng kiến kinh nghiệm. Đến nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã có 385 trên 808 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp tỉnh và đạt giải. Với trên 800 công đoàn cơ sở, hơn 28.000 đoàn viên công đoàn, phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy được phát động rộng rãi trong các công đoàn cơ sở ngành giáo dục và đào tạo. Toàn ngành đã có 385 trên 808 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp tỉnh và đoạt giải. Trong đó có 16 sáng kiến loại xuất sắc, 99 sáng kiến loại tốt, 271 sáng kiến loại khá và cấp 224 sáng kiến đạt yêu cầu. Phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các trường học, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, tạo động lực giúp đoàn viên hăng say sáng tạo. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành giáo dục và đào tạo đã được áp dụng vào thực tế quản lý và giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã thu gọn giảm 30 đầu mối đơn vị Ngành y tế tỉnh đã tiến hành sắp nhập 10 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình vào các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã, thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trên cơ sở sắp nhập trung tâm y tế dự phòng, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe. Các chi cục giảm 3 phòng, các địa phương giải thể 7 trạm y tế, đồng thời ngành y tế tiếp nhận hơn 500 cán bộ y tế học đường và ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Hiện bệnh viện Đa khoa Hưng Yên bệnh viện đa khoa phố nối bệnh viện sản nhi đã tự chủ tài chính các bệnh viện tuyến huyện đã tự chủ được một phần tài chính nhìn chung sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh giản biên chế hoạt động của các đơn vị trong ngành y tế được cải thiện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm mạnh Thay vì sử dụng tiền nhàn rỗi đầu tư nhà đất cho thuê trong lúc chờ giá lên, nhiều người dân đang chuyển hướng tới các sản phẩm bất động sản, nghỉ dưỡng ven biển, nơi có giá thuê gấp đôi, gấp ba lần nhà ở tại khu vực thành phố, để vừa có thể nghỉ dưỡng bất cứ lúc nào, vừa có thể cho thuê trong lúc không sử dụng. Xu hướng này được gọi là second home, đang được các nhà đầu tư yêu thích. Trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, xu hướng second home đang tạo ra những xung lực mới cho thị trường, thu hút nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Thanh Tùng sống tại Hà Nội nhưng lại đang có dự định mua căn hộ của dự án Arena Đà Nẵng Hotel và Resort nhằm thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình bất cứ lúc nào, đồng thời có thể cho thuê trong thời gian không sử dụng với mức lãi suất hấp dẫn. Với việc gửi tiết kiệm với lãi suất chỉ hơn 6% trên một năm và so với việc mua căn hộ tại Hà Nội cho thuê với giá chỉ bằng nửa lãi suất tiết kiệm thì đầu tư sản phẩm second home hấp dẫn hơn nhiều. Sau khi được tư vấn về dự án Area Đà Nẵng thì tôi thấy vị trí của dự án rất đắc địa và có tiềm năng để sinh lợi cho nhà đầu tư. Về cái giá cả của dự án thì phù hợp và các cái phương thức thanh toán thì linh hoạt để mà sở hữu cái dự án này. Và đặc biệt thì tôi thấy chủ đầu tư dự án có nhiều uy tín với những cái dự án đã triển khai trên thị trường. Đơn vị phân phối là Linh Hương miền Trung thì có chính sách chăm sóc khách hàng tốt. cái sự công nghiệp hóa càng tăng lên thì cái áp lực với những cái người người dân ấy càng cao thay vì là gửi tiền tiết kiệm lấy tiền tiết kiệm để đi uh, du lịch thì họ mua một căn hộ khách sạn vừa được cam kết về lợi nhuận họ lại vừa có khả năng làm cho nó cái sản phẩm đó ở vị trí tốt thì nó sẽ tăng giá lên ở trong tương lai Linh Hau miền Trung thương hiệu bất động sản hàng đầu khu vực là nhà phân phối của dự án Arena Đà Nẵng Hotel and Resort, khu phức hợp căn hộ khách sạn biệt thự 5 sao mặt tiền biển. Điểm nhấn của dự án chính là hai tòa Aqua và Eden với 100% tầm nhìn hướng biển, với 122 biệt thự sang trọng, giúp du khách trải nghiệm 6 tổ hợp tiện ích hạng sang cùng hệ thống dịch vụ tối tân theo tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường second home tại Đà Nẵng đang có nhiều lợi thế bởi sở hữu đường bờ biển dài và đẹp cùng với khí hậu ấm áp, nhịp sống bình yên phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng. Những bất động sản second home như Arena Đà Nẵng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ song hành cùng với sự phát triển của ngành du lịch thành phố. Dự án được phân phối bởi Linh Hau miền Trung. Second Home là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia có nền du lịch phát triển. Vừa qua ở Teleclub, Anh Quốc đã xếp Việt Nam vào top 3 thị trường Second Home mới nổi toàn cầu, trong đó Việt Nam đứng thứ 3 sau Kenya và Slovenia. Ngoài Đà Nẵng, thị trường bất động sản tại các trung tâm du lịch nổi tiếng khác như Nha Trang, Quảng Bình, Vũng Tàu cũng đang nhận xung lực mới từ Second Home. Quý vị và các bạn thân mến, tranh dân gian Đông Hồ là một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng nhất của vùng quê Kinh Bắc nói riêng của cả nước nói chung. Trải qua thăng trầm của lịch sử, tranh Đông Hồ vẫn chứng tỏ sức sống mãnh liệt không chỉ ở trong nước mà còn có mặt ở nhiều bảo tàng trên thế giới và trở thành một trong những mặt hàng văn hóa đại diện cho di sản dân tộc, sớm được xuất ra thị trường nước ngoài. Cũng bởi những giá trị đặc sắc đó mà tranh đông hồ đã được nhà nước xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27 tháng 12 năm 2012 và hiện đang đệ trình hồ sơ lên UNESCO để xếp hạng di sản văn hóa toàn cầu. Triển lãm tranh dân gian đông hồ sư vận hành tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như du khách trong nước và quốc tế với hơn 100 hiện vật từ tranh in đến các ván khắc, dụng cụ thực hành nghề được chia thành hai phòng trưng bày. Đến với triển lãm, công chúng và du khách vừa được đắm mình trong những giá trị văn hóa dân gian truyền thống, vừa cảm nhận được sự sáng tạo mới mẻ trong các tranh được phục chế gần đây và những tranh sáng tác mới của một số nghệ nhân đương đại. Từ đó, cảm nhận rõ hơn những nét đẹp, những giá trị chứa đựng trong dòng tranh dân gian đồng hồ ngoài việc mong muốn sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học để đệ trình unesco đưa nghề làm tranh dân gian đông hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tỉnh bắc ninh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm quảng bá giới thiệu rộng rãi tranh đông hồ tới bạn bè trong nước và quốc tế đặc biệt là tạo bước ngoặt lớn trong bảo tồn dòng tranh này Để bệnh chăm sóc cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp cho 30 ha cam của hợp tác xã sản xuất tiêu thụ sau củ quả chất lượng cao Lam Sơn, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên cho sản lượng cao. Được thành lập từ năm 2018, hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau củ quả Lam Sơn thu hút gần 50 hộ gia đình tham gia với diện tích trên 30 ha. Do tuân thủ nghiêm chế độ chăm sóc phòng trừ sâu bệnh nên cam của hợp tác xã cho chất lượng quả ngon, ngọt đều quả và mẫu mã đẹp theo các hộ trồng cam cho biết, mặc dù sản lượng lớn, giá thành hạ hơn so với năm 2018, nhưng cam của hợp tác xã vẫn dễ tiêu thụ do được các tư thương và người tiêu dùng đến tận vườn thu mua với giá 20.000 đồng một kg. Ước vụ này, toàn hợp tác xã thu được 80 tấn quả, tăng hơn năm 2018 trên 10 tấn. thời gian qua hiệu quả kinh tế từ một số loại cây có muối gấp từ 2 đến 3 lần so với các loại cây trồng khác và cao vượt trội so với cây lúa nên nhiều hộ nông dân đang có xu hướng chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có muối tuy nhiên việc chuyển đổi này phải thận trọng nếu không sẽ xảy ra tình trạng cung vượt cầu không có thị trường tiêu thụ trên địa bàn huyện Cẩm Giang có hơn 20 hecta trồng cây có múi, trong đó chủ lực là cam. Hầu hết các vườn cam có quy mô nhỏ tập trung ở các xã Kim Giang, Cẩm Đoài, Cao An, Cẩm Vũ, Tân Trường. Việc chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, kết hợp với kinh nghiệm tưới nước đỗ tương ngâm với cá nên cho chất lượng tốt. Tuy nhiên giá cam không ổn định như những năm trước. Trước thực tế này, địa phương đã có những định hướng phát triển cây trồng có múi. Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 hecta trồng cây ăn quả có múi, trong đó diện tích trồng cam canh, cam vinh hơn 500 hecta trồng tập trung ở thành phố Chí Linh khoảng 220 hecta, thị xã Kinh Môn 100 hecta và giải rác ở mỗi huyện khoảng 20 đến 50 hecta. Các hộ trồng cam đã biết tự điều phối thời vụ thu hoạch và tự thị trường tiêu thụ. Trong điều kiện thời gian gần đây, diện tích trồng cam trên địa bàn cả nước tăng cao, trong khi thị trường xuất khẩu loại quả này của Việt Nam chưa có, Chính vì vậy, việc chuyển đổi từ đất cấy lúa sang trồng cam cần phải thận trọng, đặc biệt cam là loại trồng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thổ nhưỡng. Thực tế, tại một số địa phương sau nhiều năm trồng, đến nay không ít hộ gia đình đã phải phá bỏ bởi điều kiện chất đất không phù hợp nên chất lượng kém, giá trị kinh tế không cao. Ngành nông nghiệp Hải Dương khuyến cáo các địa phương cần thận trọng khi mở rộng diện tích trồng cây có múi, nhất là đối với cây cam nhằm tránh tình trạng cung vật cầu, được mùa thì mất giá. Với mục tiêu đưa nông sản sạch đến với người tiêu dùng, năm 2016, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình bắt đầu triển khai đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn. Đến nay, nhiều đơn vị nông dân nói không với thực phẩm bẩn đã trở thành địa chỉ tin cậy để người dân lựa chọn sản phẩm nông sản an toàn. Để hội viên nông dân nhận thức được tầm quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Thời gian qua, Hội nông dân tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội nông dân đã trực tiếp ký kết với 50 hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh nông sản có quy mô lớn về tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm. Hội nông dân các cấp đã vận động hơn 124.000 hộ gia đình hội viên nông dân ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu về ăn uống sinh hoạt của người dân tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là khá cao, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm này cùng với các cấp các ngành các địa phương, Ban An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Trên địa bàn 3 huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được ban an toàn thực phẩm tỉnh cấp phép hoạt động nhằm đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ này thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp lễ Tết ngay từ đầu năm 2019 ban an toàn thực phẩm tỉnh đã tăng cường các biện pháp mạnh trong việc tuyên truyền kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như đảm bảo việc lưu mẫu thức ăn 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều phải ký cam kết đảm bảo an toàn, những cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị lập biên bản kiên quyết xử lý. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngành chức năng trong việc tuyên truyền, kiểm tra xử lý thì sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng cũng như cái tâm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm sẽ là điều kiện quyết định đảm bảo an toàn cho sức khỏe mỗi người dân cũng như du khách đến với vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc để góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh hà nam đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng trong đó có mô hình nhà sạch vườn đẹp mô hình đã tạo sức lan tỏa rộng lớn qua đó không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo dựng cảnh quan xanh sạch đẹp trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương Mô hình nhà sạch vườn đẹp cũng là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Lý, huyện Lý Nhân triển khai tích cực trong thời gian qua. Để thực hiện hiệu quả mô hình, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực vận động hội viên và nhân dân thay đổi cách nghĩ, nếp sinh hoạt, thường xuyên duy trì việc sắp xếp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, hướng dẫn các gia đình quy hoạch khuôn viên nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình để có một không gian sống trong lành, tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Từ đó các hội viên đã tích cực vận động thành viên trong gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong gia đình việc làm này không chỉ giúp các thành viên trong gia đình hội viên phụ nữ biết cách sửa soạn ngôi nhà sạch đẹp hơn tích cực trồng hoa cây cảnh để tạo cảnh quan mà còn thêm kiến thức về chăm sóc gia đình giáo dục con cái giờ đây về đức lý không khó để bắt gặp những ngôi nhà sạch vườn đẹp qua đó tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp có phần cùng với địa phương thực hiện thành công tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới thực hiện được cái chương trình này thì nhà lúc nào vào trong nhà nó cũng sạch nó cũng đẹp đẽ mà vào cái cảnh quan nó cũng mát mẻ nó cũng dễ chịu thoáng mát chứ. Nhà nhà sạch nhà vườn đẹp thì có cây có hoa thì sức khỏe của mình nó cũng thoáng mà nó cũng khỏe. Nhà sạch vườn đẹp thì hội viên rất là 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 hưởng ứng là quan tâm ví dụ như là sạch vườn này, sạch ngõ gì, sạch nhà, sạch bếp thì các chị Ờ, thường xuyên à, vệ sinh và đặc biệt như là đối với hội phụ nữ chúng tôi thì cũng là phát động với cái ngày chủ nhật xanh ấy. thì hàng tuần rồi hàng tháng thì các chị cũng rất là à, tham gia dọn vệ sinh môi trường không những về gia đình và cả mô hình năm sạch của thôn xóm đường làng ngõ xóm cũng đều rất là khang trang sạch đẹp chúng tôi phấn đấu làm sao gần như là một trăm phần trăm hội viên tham gia hưởng ứng cái chương trình năm sạch này Mô hình nhà sạch vườn đẹp là một trong những nội dung được các cấp hội Liên hiệp phụ nữ triển khai nhằm cụ thể hóa của vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong cán bộ hội viên phụ nữ. Trong đó, ba tiêu chí sạch như sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được gắn liền với việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt mô hình này, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó giúp cán bộ hội viên phụ nữ hiểu được tầm quan trọng ý nghĩa của mô hình để tích cực tham gia hưởng ứng đồng thời thực hiện thí điểm xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp tại các tri hội cơ sở thông qua mô hình nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa đã được các cấp hội tích cực triển khai như vận động hội viên phụ nữ sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp xây dựng nhà tắm nhà tiêu hộp vệ sinh không nhốt gia súc gia cầm ở gần nơi ở của gia đình hạn chế sử dụng túi ni lông phân loại rác thải và xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm khơi thông cống rãnh trồng hoa cây xanh thực hiện cải tạo vườn tạp chuyển đổi cây trồng vật nuôi thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhà sạch vườn đẹp của các cấp hội phụ nữ đã và đang trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp bởi tính thiết thực và hiệu quả rõ rệt. Mô hình này không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức hành động của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân mà còn mang lại cảnh quan môi trường, khu dân cư xanh sạch khang trang, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững tại các địa phương. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nam Định phát động hai đợt thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua đó đã phần nào hạn chế tình trạng lây lan bùng phát của dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để các địa phương triển khai thực hiện tốt hai đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp 40.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố, trong đó nguồn của tỉnh là 10.000 lít, nguồn dự trữ quốc gia là 33.000 lít, các địa phương chủ động bố trí ngân sách mua trên 6.798 lít thuốc sát trùng, 1.481 tấn vôi bột, trang bị bình phun, áo bảo hộ, ủng. Trong tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, các địa phương đã thực hiện tiêu độc khử trùng các trục đường giao thông, nơi tiêu hủy lợn, khu vực ổ dịch, khu vực chăn nuôi, bãi rác, chợ buôn bán gia súc gia cầm tập trung tuyên truyền vận động các cơ sở chăn nuôi, kể cả các cơ sở chưa bị dịch tiếp tục chủ động thực hiện liên tục công tác tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, đến nay tỉnh Hà Nam đã có gần 4.000 con bò sữa, đạt gần 60% kế hoạch. Đàn bò sữa được chăn nuôi tại 195 hộ gia đình, sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 27 tấn một ngày. Tổng số bò được các địa phương trên địa bàn tỉnh mua mới từ đầu năm 2019 đến nay là 82 con, số bê được sinh ra là gần 360 con. Các cấp các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình phát triển và tư vấn hướng dẫn các hộ chăn nuôi bò sữa, nên nhìn chung đàn bò tương đối khỏe mạnh, sản lượng sữa đang tăng dần, chất lượng sữa luôn đạt các tiêu chuẩn đề ra để đạt được mục tiêu phát triển đàn bò sữa đến năm 2020 là 20.000 con. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thú y, xử lý ô nhiễm môi trường, không để xảy ra dịch bệnh hỗ trợ các hộ chăn nuôi chế biến sữa, lắp đặt tanh sữa, nâng cao chất lượng sữa, mở rộng quy hoạch ở một số địa phương có khả năng phát triển đàn bò sữa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của chăn nuôi bò sữa trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống quý vị và các bạn thân mến chương trình nhìn từ phố hiến do đài phát thanh và truyền hình hương yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện đến đây là hết xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau